Chào mừng các bạn đã tới hoặc là quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Nhìn sơ qua về phần vẻ ngoài mẫu laptop bên cạnh mình, có lẽ một số bạn đã tưởng nhầm rằng đây là dòng laptop Lenovo ThinkBook mà mình đã làm tương đối nhiều video ở trên kênh rồi. Tuy nhiên, đây không phải là dòng ThinkBook mà đây là dòng IdeaPad. Nghe có vẻ hơi lạ một chút bởi vì thông thường theo như các bạn thấy thì dòng IdeaPad thiết kế của nó sẽ không giống này, nó có điểm đặc trưng riêng. Thế nhưng đến bây giờ, đây một mẫu laptop tương đối mới trong năm 2020 thôi, nó cũng thiết kế nó na ná dòng như dòng ThinkBook, tức là nó sẽ hướng tới những phân khúc kiểu học sinh, sinh viên, doanh nhân cần một cấu hình nó tương đối ngon một chút. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem mẫu laptop này có điểm gì đặc biệt. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần mặt trước. Phần mặt trước các bạn, đây phần mặt trước bằng kim loại luôn. Thực ra nó không có một cái gì cả, nó không hề có bất kỳ một dòng chữ nào cả, trừ cái logo của Lenovo. Vì đây là laptop của Lenovo mà, đương nhiên phải có logo để các bạn nhận biết nữa. Và cái phần logo này có thể một số bạn sẽ không thích bởi vì trông nó không tinh tế cho lắm. Thà rằng đặt vào giữa đi, trông nó còn hay hơn. Thế nhưng các bạn để ý một chút, ở cái phần bàn phím này, khung bàn phím nó sẽ có một logo nữa của Lenovo. Và khi các bạn đóng vào, các bạn chú ý một chút thì phần logo, phần mặt lưng này với phần bàn phím này nó gần như đặt gọi là khít nhau luôn. Có lẽ đây là một sự tính toán có trước của Lenovo. Và khi mở bàn phím ra, mở màn hình ra như này, các bạn thấy được đây, có thể mở được một góc rất lớn, các loại rơi vào khoảng độ 165 độ, nó sẽ mở ra được nhiều cái tư thế làm việc. Và cái bản lề này mặc dù đặt ở giữa và nó rất dài, nhưng mình khuyến khích các bạn dùng bằng hai tay thôi, vì mở một tay nó cũng gần như là rất khó mở. Mở đến đương nhiên cố đấm ăn sâu nó vẫn mở được, nhưng mà không nên mở như vậy, mở vậy nó sẽ hơi hại một chút cho phần bản lề. Và khi mở ra, chúng ta sẽ tiếp cận được cái phần màn hình, viền hai bên rất mỏng và trên dưới nó cũng mỏng theo như vậy luôn. Thông thường ấy, phía bên dưới ấy, nó sẽ hơi dày một chút, có thể là nó hơi dày theo một số các nghĩa bóng một chút, nó kiểu là nó hơi dài, nhưng mà thường nó dài gấp 3, gấp 4 lần khi so với cạnh viền hai bên. Thế nhưng đến bây giờ nó đã chỉ dài gần gấp đôi thôi. Và bên trên chúng ta vẫn có phần webcam, có gọi là gạt che, tên mỹ miều một chút là tinh shooter, hoặc là bạn nào mà cần Việt hóa ra đó là phần che cam. Khi các bạn không sử dụng thì các bạn che vào để đảm bảo được tính bảo mật, bởi vì thời đại 4.0 mà bảo mật luôn là tính năng đặt lên hàng đầu. Bây giờ thì mình sẽ đề cập chút đến cái phần màn hình. Thì đây là màn hình 15.6 inch, độ phân giải Full HD, sử dụng tấm nền IPS, độ sáng rất cao, cao nhất có thể đạt được là 340 nits. Thì với độ sáng 340 nits, các bạn hoàn toàn có thể làm việc được dưới nắng. Nó lý thuyết thôi nhá, đừng mang giữa nắng ngồi, nóng lắm, nóng người chứ không phải nóng máy đâu. Cái màn hình này có chất lượng hiển thị ở mức mình thấy tạm ổn thôi, đạt 55% giải màu sRGB, 33% giải màu Adobe RGB và Delta E. Trung bình nhá, nó sẽ là gọi là loanh quanh ở mức 6. Tức là cái màn hình này nó sẽ, nếu mà bạn mang đi làm công việc như kiểu thiết kế này, làm edit video thì nó sẽ không phù hợp cho lắm. Các bạn bắt buộc phải mang đi cân lại màu của mẫu màn hình này sao cho nó phù hợp với mắt của bạn nhất. Còn cái mẫu màn hình này các bạn như kiểu là chơi game này, giải trí này, làm Word, Excel hay các công việc hàng ngày thì nó hoàn toàn ổn, bởi vì thứ nhất nó là tấm nền IPS này, và thứ hai nữa đó chính là cái độ sáng của nó cao, nên kiểu là sử dụng trong môi trường nào nó cũng hợp lý hết. Chuyển sang phần bàn phím, đây sẽ là điều mà mình muốn nói sâu một chút cho các bạn. Thông thường thì các bạn sử dụng các mẫu laptop nó sẽ được phủ nhựa hoặc là một cái lớp phủ kim loại bên trên, và cho dù phủ gì chăng nữa thì nó vẫn bị bám vân tay dù ít hay nhiều. Các bạn đặt bàn tay các bạn vào và muốn kiểu hết vân tay các bạn phải lau cực kỳ kỹ càng. Thế nhưng đối với mẫu IdeaPad 5 này, IdeaPad 5 Slim này, nó có lớp phủ tương đối lạ một chút, mình sờ vào kiểu vừa mịn vừa sần thì cũng không biết phải tả nào. Thế nhưng cái tính năng của nó đó chính là chống vân tay, nó chống vân tay ở mức gọi là cơ bản thôi. Tức là khi các bạn đặt tay bạn ướt ra mồ hôi giống như mình đây, các bạn đặt tay vào nó sẽ in dấu vân tay lên, và các bạn chỉ cần lau nhẹ đi phát là dấu vân tay nó sẽ mờ đi hoặc nó sẽ biến mất hẳn luôn. Hay là nó sẽ phục gọi là cực kỳ phù hợp với những cái bạn nào mà đang cần một mẫu laptop kiểu trông sạch sẽ nhất có thể, kiểu thường xuyên lau laptop, mở laptop ra trông lúc nào cũng phải như mới. Và bên trên đó chúng ta về phần bàn phím, thì đây là bàn phím full size laptop 15.6 inch, thì đương nhiên nó sẽ bàn phím full size rồi, có đầy đủ cụm phím số thì cảm giác bấm vẫn rất tốt. Nó gần giống như kiểu bàn phím như cái mẫu laptop cao cấp như kiểu ThinkPad này, ThinkBook này, hoặc mẫu laptop kiểu gaming nữa. Thì cái bàn phím này nó có độ nảy tốt này, phím được ôm cong nhẹ, nhưng cái bề mặt phủ của nó trông có vẻ như nó không còn cao cấp giống như các cái dòng laptop nó đắt tiền hơn một tí nữa. Thế nhưng ở cụm phím bên trên thì các bạn sẽ các phím multimedia để có thể sử dụng một sao cho nó phù hợp nhất. Chuyển xuống bên dưới đó chính là phần touchpad. Touchpad này cho cảm giác gì tương đối ngon. Nói chung là nếu mà để mượt mà như kiểu MacBook thì chắc chắn là không được rồi. Thế nhưng nếu mà sử dụng hàng ngày thì nó hoàn toàn ok. Phím chuột trái và phải của nó không bị kiểu là ọp ẹp ấy. Đây mình sẽ bấm thử cho các bạn nghe. Mặc dù nó có lõm xuống nhưng không kiểu là lõm hẳn xuống giống mẫu laptop rẻ tiền khác. Và bên trên cùng đó chính là giải loa, thì giải loa này được tinh chỉnh bởi Dolby Audio, thế nên chất lượng âm thanh của nó thì không phải bàn cãi rồi. Thế nhưng có một điểm mà mình chưa thích lắm, đó chính là về phần cái nút nguồn. Nút nguồn đặt bên trên này nó mất đi cái sự liền mạch của giải loa. Mình đồng ý một điều là nút nguồn nó đặt bên trên này nó sẽ không gặp cái tình trạng bấm nhầm giống đặt ở bên dưới. Thế nhưng mà mình muốn liền mạch hơn một chút, phiên bản sau biết đâu Lenovo nghe được cái video này đặt xuống bên dưới thì giải loa nó sẽ liền mạch nhất. Và đây mình sẽ lật máy lên, ở cạnh đáy này chúng ta sẽ có duy nhất đây cái chỗ này khe gió hút nhiệt để có thể tản nhiệt cả CPU và GPU, bởi vì cấu hình máy này được trang bị cả cạc rời nữa.
thì cụ thể như này, CPU được trang bị là CPU Intel Core i5-1035G1 4x8 luồng, 8GB RAM, 256GB SSD và đồ họa giỏi là MX330. Cấu hình này thì nó sẽ tương đối ổn nếu những bạn chơi các tựa game online nhẹ nhàng, có tựa game offline hoặc là online nặng một chút ấy, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc một chút, bởi vì thực sự ấy, MX330 nó chỉ phù hợp để giải trí cơ bản thôi. Và 8GB RAM trên cái mẫu laptop này đã được cắm dual channel rồi và bus của nó rất cao, đến tận 3200, thế nên những bạn nào nghẽn thủ chắc chắn sẽ bỏ qua luôn cái vấn đề này. Cuối cùng là về phần cổng kết nối, ở bên cạnh trái chúng ta sẽ có cổng nguồn USB Type-C, HDMI và một jack audio combo, và bên cạnh phải chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A và một khe thẻ SD nữa. Nếu nói về nhiều thì nó có nhiều về mặt gọi là đầy đủ cổng kết nối, các bạn cần cổng gì nó vẫn có cổng đấy. Và ở trên đây thì cổng USB Type-C này nó có hỗ trợ cả giao tiếp power delivery nữa, tức là các bạn có thể sạc qua cổng USB Type-C này hoặc sử dụng cổng USB Type-C để sạc cho các thiết bị của bạn, và nó có cả sạc nhanh nữa. Hợp lý đúng không? Điện thoại chúng ta cần sạc nhanh, laptop nó cũng cần sạc nhanh, như kiểu là bây giờ cần mang laptop ra ngoài mà không muốn mang theo sạc, để cái mẫu laptop ấy sạc chừng 1 tiếng lên chừng khoảng 60% mang ra ngoài sử dụng, bởi vì cái mẫu laptop này cái thời lượng pin của nó sẽ loanh quanh khoảng chừng 7-8 tiếng tùy từng tác vụ các bạn sử dụng thôi. Bạn nào sử dụng try hard thì tất nhiên nó sẽ thấp hơn rất nhiều, còn nếu như bạn nào sử dụng một cách tiết kiệm pin thì cái mẫu laptop này đang làm được 1 ngày thì hoàn toàn ổn. Và nếu như các bạn quan tâm thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Cái mẫu laptop này nó được hỗ trợ chính sách bảo hành là Premier Support, tức là chính sách bảo hành gọi là cao cấp của Lenovo. Các bạn hãy click bên dưới để xem chi tiết nhé. Đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.